Rồi chào các bạn. Hôm nay thì đột nhiên cái máy tính Win 7 của người thân mình á thì nó bị lỗi, không có kết nối được cái mạng wifi nè. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục cái tình trạng này ha. Thì nó sẽ hiển thị một cái biểu tượng mạng ở góc gạch X màu đỏ như thế này, và nó không có mạng. Thì cái đầu tiên á, là trường hợp đầu tiên ha, mình sẽ vào đây, tích chuột phải vào My Computer, rồi chọn Manager, rồi chọn một Device Manager. Rồi bên trong này thì nó có cái mục là Intel này, đây mũi tên nó đã bị tắt đi rồi, mình bật nó lại ha, tích trái vào, rồi mình chọn cái biểu tượng này, Enable nó. Rồi rồi sau khi bật xong rồi á, mà cái biểu tượng wifi của mình nó biến thành cái biểu tượng mạng của mình nó biến thành biểu tượng wifi như thế này mà nó vẫn chưa đỏ luôn, thì mình qua cái trường hợp thứ hai là các bạn kiểm tra giúp mình á, trên cái bàn phím của cái laptop các bạn xem nó có từ F1 đến F12, xem nó có biểu tượng wifi hay không. Đây đây thì cái bàn phím của mình nó thì nó không có, nó chỉ có biểu tượng wifi như thế này thôi, thì nó không có cái biểu tượng wifi trên cái phím F, cho nên mình có thể là nếu mà cái laptop các bạn có cái biểu tượng wifi trên những cái hàng phím như thế này á, thì các bạn có thể nhấn giữ 3 giây cái phím đó, hoặc là các bạn nhấn giữ phím FN, sau đó chọn cái biểu tượng F máy á, trên cái bàn phím của các bạn nó có biểu tượng wifi đó, thì cứ chọn FN, chọn F đó là được, là mình bật cái wifi lên á. Do nhiều khi mình tắt cái wifi đi cho nên cái biểu tượng này nó sẽ bị gạch dấu X màu đỏ. Đó là trường hợp thứ hai ha. Rồi trường hợp thứ ba á, thì các bạn xem giùm mình trên cái laptop á, xem nó có cái công tắc bật tắt wifi hay không. À đây, nãy giờ mình mần mò rất là lâu thì mới thấy được cái công tắc nó như thế này. Đây ha, mình đun cho nó kỹ hơn. Đây, bạn gạt nó qua. Đây. Rồi, sau khi đã gạt xong rồi á, thì đây biểu tượng wifi của mình nó đã kết nối được rồi nè. Đây, trường hợp thứ ba là đã kết nối được rồi. Rồi tới trường hợp thứ tư á, tới trường hợp thứ tư mà nếu mà nó vẫn không được á, rồi trường hợp thứ tư của nó nếu mà vẫn không được và nó hiển thị cái biểu tượng đây như thế này, cái biểu tượng mạng LAN đó, nó hiện tượng như thế này, gạch chéo á, các bạn tích chuột phải vào biểu tượng, chọn Open Network, rồi nó sẽ hiện ra một cái box như thế này, rồi các bạn chọn là Change Adapter Setting. Đây, ở đây thì các bạn tích chuột phải chọn vào cái Wireless Network Connection này. Đây, tích chuột phải nha, sau đó chọn Enable, rồi để cho nó chạy. Rồi khi máy chạy xong thì cái biểu tượng wifi mình nó sẽ như thế này. Đó đó, thì nó có những cái trường hợp khắc phục mạng wifi khi mà cái máy tính Windows 7 của mình nó không kết nối được mạng, thì nó chỉ có những cách như thế này thôi. Rồi chúc các bạn thành công ha.